Tiếp nối thông tin ngày mới sáng nay là phần điểm tin đáng chú ý trên các trang báo. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ có bài viết phản ánh quốc lộ 51 dài 73 km, tuyến đường huyết mạch kết nối Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu đang quá tải và xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Bài viết thông tin con đường đi về Bà Rịa Vũng Tàu đang trở thành nỗi ngán ngẩm của người lái xe. Đường nham nhở chưa khắc phục cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn chết người. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, đại diện khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã đề xuất vốn để thường xuyên khắc phục các hư hỏng trên quốc lộ 51. Tuy nhiên, khối lượng hư hỏng trên quốc lộ 51 hiện nay quá lớn, nên kinh phí bảo dưỡng thường xuyên không đáp ứng đủ. Theo các chuyên gia, giải pháp căn cơ trước mắt cũng như lâu dài để giảm tải cho quốc lộ 51 là phải hoàn thành cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đến nay, sau gần 1,5 năm khởi công, đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Đồng Nai có nguy cơ chậm tiến độ. Việt Nam hiện có hơn 40,000 di tích và khoảng 70,000 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong số đó có hàng chục di sản được UNESCO ghi danh. Báo Nhân Dân cho rằng hệ thống di sản văn hóa phong phú này vừa là tài sản và tài nguyên để khai thác và phát triển kinh tế xã hội du lịch, vừa là nguồn lực quan trọng trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho đầu tư bảo tồn, tu bổ, giữ gìn di tích còn hạn chế so với tiềm năng và nhu cầu thực tế, khiến nhiều di tích quốc gia hư hỏng xuống cấp nhưng chưa được cấp kinh phí tu bổ, làm giảm ý nghĩa và giá trị của di tích. Trên báo Nhân Dân, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh kinh phí nhà nước hạn chế, việc thành lập quỹ bảo tồn di sản như trong dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi sẽ huy động được nguồn lực xã hội, kịp thời triển khai hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn về công tác sưu tầm và bảo quản hiện vật, mua và đưa các hiện vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước, mua và bảo quản các hiện vật, cổ vật có giá trị đặc biệt. Để làm được điều này, theo các chuyên gia thì cần tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan tới quỹ bảo tồn di sản, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và các điều kiện để quỹ hoạt động thực sự hiệu quả, tránh các hành vi trục lợi. Nhiều tình huống gây tranh cãi xảy ra giữa giáo viên và học sinh trong thời gian gần đây cho thấy vai trò quan trọng của kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay. Liên quan đến nội dung này, báo Thanh Niên nhận định, tuy chương trình đào tạo ở các trường đại học sư phạm đã dành một thời lượng đáng kể cho hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, nhưng có thể nói là chưa đủ trong bối cảnh giáo viên có nhiều áp lực, đặc biệt là khi sự phát triển tâm sinh lý của học sinh thay đổi nhiều so với trước đây. Các chuyên gia cho rằng, không chỉ thời lượng mà nội dung đào tạo cũng cần kịp thời cập nhật để đáp ứng yêu cầu mới. Nguyên nhân là do hiện nay khoảng cách giữa giáo viên trẻ và học sinh về mặt trưởng thành sinh học đã quá gần. Những hành động gần gũi nếu không thực hiện đúng cách có thể gây hiểu lầm, ngộ nhận từ nhiều phía. Theo báo Thanh Niên, yêu cầu từ xã hội và những khác biệt tâm lý giữa phụ huynh xưa và nay, giáo viên trẻ đòi hỏi phải có phong cách giao tiếp sư phạm hết sức khéo léo, linh hoạt. Giáo viên làm nghề không chỉ bằng kiến thức mà còn cả những kỹ năng giao tiếp ứng xử tinh tế. Bởi vì giáo viên là kỹ sư tâm hồn. Công cụ quan trọng nhất để làm nghề giáo chính là đạo đức nhà giáo. Việc rèn luyện các yếu tố này đến từ chính lòng yêu nghề, chính trực và cả lòng tự trọng của bản thân dưới rất nhiều tác động của bối cảnh hiện nay. Báo VN Express thông tin, khoảng 22% số lao động trên thế giới rơi vào tình trạng jobless employed, đi làm như thất nghiệp. Đây là thuật ngữ mô tả những người có công việc nhưng không làm việc, hoặc làm rất ít, không muốn hoặc không có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, tạo ra giá trị trong công việc, dẫn đến năng suất và hiệu quả thấp. Ở Việt Nam, khảo sát của Career Builder cho thấy 58% người lao động không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Trao đổi với báo VN Express, các chuyên gia chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, chẳng hạn như sự thay đổi các ưu tiên về công việc, sự tác động của trí tuệ nhân tạo AI, sự bất cập của bộ phận quản lý nhân sự khi chọn sai nhân sự hoặc đặt sai vị trí khiến người lao động cảm thấy không phù hợp về mặt giá trị và không thích ứng được với văn hóa công ty. Theo các chuyên gia, hiện tượng đi làm như thất nghiệp ở người lao động có thể hạn chế và giảm thiểu bằng việc xây dựng hệ thống ghi nhận năng suất, thành tích
báo cáo kết quả làm việc chi tiết từng người, bộ phận, phòng ban. Công ty cũng cần chủ động tìm hiểu, lắng nghe từ nhóm thiếu động lực để tìm ra vấn đề có liên quan và kịp thời giải quyết hợp lý.